Chào mọi người trở lại với channel của mình. Mình là Ryan Lee. Và hôm nay chúng mình sẽ trở lại với video à, thì mình sẽ review anh uh, Nam ở X3. Thì anh này là một cái anh uh, ngoài cái việc mà uh, đại gia thì anh này chơi game rất là kiên trì luôn nha mọi người và cũng có cách búp đồ khá là hay. Thì anh này chơi cái ban từ lúc mở server tới hiện tại thì các bạn biết cái ít người chơi nhưng mà anh này chơi và đạt được cái tầm gọi là võ công cao thượng luôn nha. Có nghĩa là anh này chuẩn một cái là chết nhưng mà anh ấy có có cách búp đồ thủ khá là hay thì mình xin mời các bạn cùng mình theo dõi video à, thì trước khi vào video lại một phút quảng cáo của mình là bên mình có bán thẻ zin để các bạn tự nạp salo bay cũng như ngân hàng thì các bạn có thể và bên mình sẽ nhận thêm dịch vụ trung gian đổi thông tin hạt và bên mình nhận đổi thông tin hạt khá là nhanh nha mọi người à, và và bên mình sẽ nhận đúp up giang hồ tất cả các server các bạn đang chơi thì các bạn nào cần thì cứ liên hệ cho mình và các bạn thấy video mình hay với các bạn đừng quên like và đăng ký kênh Một nữa mình xin chân thành cảm ơn mọi người Thôi giờ mình sẽ xem sơ Nabo nha Thì cái khí hồn của ảnh hiện tại là 170 nha mọi người Thì cũng khá là cao cho so với các server nha Thì lực tay của ảnh hiện tại là 12k Thì bây giờ chúng mình sẽ vào qua cái vũ khí của ảnh nha Các bạn thấy cái khí của ảnh này thì sẽ có là Hỏa sát nội công, nội công, chí mạng, sát thương, chí mạng Quá ngon nói chung với các bạn vũ khí các bạn nên lựa này cái dòng hỏa sát và dòng loại công là hai dòng phải có này chí mạng sát thương chí mạng đỡ, chính xác đỡ đòn là cây này quá ngon rồi nếu mà cây này mà thêm cái dòng bỏ kháng quả ấy thì nói chung cũng khá là ok thì nên mình cây này cũng khá là ngon rồi. ở S3 nha chắc cây này cũng phải bốn năm chục cân phiếu nha anh em thì bây giờ các bạn sẽ coi cách thảm của anh này thì khảm nói về khảm công nó phải không thì các bạn coi này anh anh Nabo khảm Nội à, công, trí mạng, tấn công chính xác Đây, có thể anh, anh Nambo khảm cái việc mà Tấn công và chính xác vào ấy Có thể để kích khảm lên cho ảnh nha Cái việc anh Nambo khảm uh, chính xác và tấn công ấy Là để chắc để kích khảm cho cái uh, cái khảm mới của ảnh ấy Chứ uh, nếu mà các bạn trên lực lực tay Các bạn uh, trên trên 9k hoặc 8k lực tay ấy Thì các bạn nên khảm cái viên tấn công này Thành cái viên uh, bỏ qua kháng hiện tại tất cả cái top server mình lực tay trên như vậy họ đều khảm bỏ kháng cho hai tấn công nha thì ở đây các bạn có thể cân nhắc nha còn ở việc mà nhiều bạn ở đây sẽ sẽ hỏi là khi nào mình nên xài chính xác và khi nào các bạn nên xài bỏ né thì trong rất là nhiều video mình nói rồi giả sử cái phái các bạn tâm pháp nó có chính xác thì chúng ta xài chính xác <laughs> chúng các bạn xài chính xác tới khi nào mà các bạn đánh đối thủ ít né thì chúng ta gần dừng lại còn các bạn nếu mà cảm thấy xài chính xác nó không hiệu quả thì các bạn cứ xài bỏ né. Thế đây là cách cảm nhận của tùy mỗi người nha. Thì chúng ta không phải cần bàn ở vấn đề này nữa. Nha. Thì mình sẽ cho anh coi tiếp là nói về để coi tuyệt học anh cái đi. Tuyệt học thì ở đây tuyệt học của anh Nambo Wow ngon đó ta. Né, tuyệt học ngon kinh luôn em à. Thì tuyệt học của anh Nambo là có hỏa sắc nội này anh em. Cái tuyệt học của anh Nambo là hỏa sắc nội nội công. Là hai dòng khá là ngon. Chí mạng, sát thương, chí mạng, sinh khí, kháng chí mạng, bỏ kháng quả, bỏ né, chuẩn tám dòng mà nói chung là theo mình là chuẩn nha anh em Bây giờ chỉ cần uh, uh, mua bạc uh, kiếm dòng uh, vàng chúng ta, đã kiếm kiếm dòng uh, cam này chúng ta đẩy qua thôi Bây giờ chỉ cần anh ấy uh, chế tạo ra dòng cam đẩy qua thôi là ok nha Nói chung máu của anh này và cái lực tấn công khá là quá mạnh luôn nha Lực tay 12k là hơi bị cao luôn ấy. Thì giờ tiếp tục mình coi trang bị của anh nha mình tới cái áo của anh Nabo này cái áo của anh Nabo thì sẽ có là hỏa sắc nội công chí mạng sát thương chí mạng miễn sát thương chí mạng né tránh đây thì nhiều bạn ấy mình nói cái áo của anh đó, nhiều bạn ở đây xong đấy, nhưng mà anh Nabo có cách ép đồ khá là hay mà thực sự tới bây giờ nhiều bạn chưa đi là anh ấy đang lựa những cái những cái đồ có dòng miễn sát thương chí mạng ở đây khá là kinh khủng nha tại vì đây các bạn coi cái phần cái phần trăm của anh Nam bộ đây nha cái kháng chí mạng của Nabo bây giờ là 51% nhưng mà miễn sát thương bạo kích của anh tới 40% có nghĩa là anh này ngoài cái ảnh búp kháng chí mạng giả sử các bạn quýnh anh ấy anh ấy đỡ được đòn chí mạng thì tất nhiên là sẽ đam thấp ngoài ra anh ấy còn ép thêm miễn sát thương bạo kích có nghĩa là khi các bạn quýnh chí mạng đến anh ấy đi thì đam các bạn đây cái đam của các bạn gây ra cho anh ấy, ấy sẽ được giảm thêm 40% nữa các bạn thấy không cái việc ngoài cái việc công ấy thì cái thủ của anh Nambo khá là hay nên mình đã nên cái video trước mình đã nói rất là nhiều các bạn rồi khi những cái top level cao ấy họ build đồ thì họ không sẽ u, tối ưu cái đam nữa mà họ bắt đầu sẽ build thủ búp thủ nha để cho cái việc thủ của họ trâu lên để họ gây được nhiều sát thương hơn đây là mình chia sẻ với mọi người luôn thì mình sẽ nói tiếp là cái phần khảm thủ của anh này nay khảm thủ của anh Nabo thì bốn viên này thì trong tất cả video mình nói rồi né tránh đỡ đòn thân pháp kháng chí mạng nha thì bốn viên này mình đã nói trong rất là nhiều video rồi là nếu các bạn uh, uh, những cái phái này nên khám tùy mọi người nha hoặc các bạn bính mà bị uh, hiệu ứng nhiều ấy có thể khám thêm cái viên tỷ lệ ngũ hình giảm thay cho viên thân pháp thì tùy mọi người tiếp tục mình sẽ tới cái nón của nambo nón của Nabo sẽ nội công chí mạng sát thương chí mạng kháng chí mạng né tránh miễn sức lực chí mạng phải không bạn thấy cái việc lựa đồ của anh Nabo ở đây không bạn thấy không có cái dòng mỹ sắc tôn chí mạng bạn thấy không nhiều bạn ở đây sẽ không để ý cái dòng này nhưng cái dòng mỹ sắc tôn chí mạng nó sẽ khiến cho bạn khá là trâu các bạn thử cái này các bạn thử một cái so sánh thôi là mình các bạn sẽ biết là cái độ trâu nó cỡ nào các bạn lựa những đồ có kháng chí mạng và lựa những đồ có uh, có mỹ sắc tôn chí mạng các bạn mặc vào khi cái, khi xong các bạn ra các bạn ăn chín kiếm của của thủy đi các bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng nha thường thường các bạn ra các bạn đánh với hệ thủy các bạn sẽ phải ép kháng thủy đúng không kháng thủy lên để giảm sát thương bảy phần trăm đúng không thì bây giờ các bạn thử ép kháng chí mạng và ép thì cái chồng miễn sát thương chí mạng các bạn ra đi các bạn sẽ thấy cái sự khác biệt trong mấy thủ liền đây là mình sẽ thiệu cho các bạn nghe tại vì có rất là nhiều bạn đang chơi mà nói chung này thì các bạn đang chơi ở ở, ở mức ở tầm trung cái cái mình không mạnh như, như anh top nhưng mà các bạn cứ hỏi mình là tại sao anh đi anh cứ review những anh top hoài vậy thì mình chia sẻ với bạn chúng ta chơi game chúng ta phải nhìn lên Đó có nghĩa là bây giờ à, à, có, giả sử là mình hay à, bạn đi một min ba lượt chiến mà à, top ba min lượt chiến thì các bạn cứ chơi bình thường tới sau này tới giai đoạn mình ba min lượt chiến như anh top anh top sáu min thì mình búp đồ giống như anh top ba min có gì đâu mà nhiều bạn phải uh, kiểu mà chúng ta phải ngang các bạn chơi game miễn sao các bạn đam mê chúng ta đam mê chúng ta cảm thấy thích thú vui vẻ chứ các bạn đừng có gây áp lực lên bản thân hay là cái gì là xong rồi tự nhiên bạn chán game nha tiếp tục thì sẽ tới cái nhẫn của anh Nabo thì nhẫn anh Nabo là nội công, tấn công, trí mạng, sinh khí, chính xác, thân pháp quá ngon oh my god nói chung là cái nhẫn này quá ngon nha anh em không cần phải bàn cãi thì cái phần công thì anh ấy khảm thì cũng y hợp vậy nha mọi người tiếp tục là tới cái nhẫn dưới cái nhẫn dưới là nội công, tấn công chí mạng sát thương chí mạng đây thì nhiều bạn họ cứ hỏi mình là uh, uh, khi mà các bạn chọn đồ nên chọn gì thì mình đã khuyên bạn rất nhiều chọn bốn dòng này nội công chí mạng nội công tấn công chí mạng sát thương chí mạng hoặc các bạn chọn nội công chí mạng sát thương chí mạng cái dòng nội công này các bạn phải ưu tiên hơn dòng tấn công tại vì nó được cộng dồn so với tấn công cơ bản dây giả sử cái tấn công cơ bản của anh uh, nabo ở đây là 114 thì cái 40 điểm đó, nó sẽ nhân gấp đo, gấp gấp đôi lên nha tầm uh, tám mươi mấy điểm cho bạn ấy nha nó gấp đôi lên nha tiếp tục là mình sẽ tới cái cái bao tay của anh nabo thì sẽ là nội công tấn công chí mạng biển sát thương chí mạng mình thấy không kháng chí bạn, bạn thấy không anh nabo tới cái phần mà cái cái phần thủ đồ anh em mình thấy rõ ràng ở đây không anh ấy là ưu tiên không ưu tiên sát thương mà anh ấy lại ưu tiên cân bằng giữa sát thương và thủ bạn thấy không hồi nãy giờ bạn thấy ba món đồ của ảnh là bao ông đồ đều có miễn sát thương chí mạng thấy rõ đàn không áo này nón này bao tay đây đều có kháng chí mạng sát thương chí mạng cái cái việc này khiến cho các bạn trâu lên để bạn gây sát thương nhiều hơn nha khá là hay nên mình mình nói thật là trong các uh, những những người ấy thì anh Nabo là có đội ngũ chuyên nghiệp búp đồ cho anh mình nên chia sẻ thật luôn ấy là tại vì cái khả năng búp đồ quá hay mình ca công nhận hay đây tiếp tục thì mình sẽ nói về cái uh, cái dây chuyền này là nội công chí mạng sát thương chí mạng đỡ đòn miễn thương Cái truyền nói chung cũng ổn nha cũng ổn mà hai cái dòng này thì nói chung thì không có cần xài nhưng mà nói chung như chị thì cũng ổn nha mọi người nha đẹp rồi có cái truyền mới thì chúng ta lụm vô thôi bây giờ mình tiếp tới cái yên cái yên yên đái của uh, nabo yên nha thì uh, nội công chí mạng kháng chí mạng sinh lực tối đa nội lực thì cái Hyundai nói chung ở tầm trung cũng chưa có ok nhưng điêu khắc của anh Nabo thì hơi bị ghê luôn bốn 40 phần trăm thì bây giờ các bạn sẽ tới tới cái ngọc bội của anh Nabo nha cái ngọc bội của anh Nabo thì sẽ có là uh, nội công tấn công chí mạng sát thương trí mạng sinh khí kháng quả nói chung quá ngon các bạn thấy không cái đồ của Nabo đa số sẽ có cái dòng nội công tấn công trí mạng sát thương chí mạng là bốn dòng này bắt buộc phải có cái dòng trí mạng thì bạn ưu tiên hơn dùm mình Tại vì chí mạng nó khó mát hơn sát thương chí mạng nha. Bây giờ mình tới đôi dài của anh Nabo thì sẽ là nội công chí mạng, sát thương chí mạng sinh khí. Quá ngon, các bạn nói không? Thì bây giờ chúng mình sẽ coi nha, phi phong của anh Nabo thì mát rồi này. Thì tiệt học thì mình đã coi cho các bạn luôn rồi. Thì bây giờ mình sẽ coi thuộc tính của anh Nabo nha. Để các bạn coi coi việc tại sao anh Nabo khá là trâu. Chính xác của Nambo là 136% nha. Giả sử né tránh của bạn 45 thì thường thường người ta sẽ nói là lấy chính xác trừ né tránh thì còn nhiều bạn có cách tính tính khác giống như các bạn nó chính xác thì sẽ giúp các bạn đánh chính xác đỡ đòn hơn nói chung thì có rất rất nhiều rất nhiều cái cái những cái ý kiến riêng thì mình đã gộp lại một cái định nghĩa cho các bạn rồi các bạn ép cái nào mà các bạn cảm nhận thấy nó bính đích né các bạn cứ ép nha thì giả sử các bạn ép chính xác nó quýnh mà không mà không có chính xác mà bị né nhiều các bạn quăng chúng đấy bạn bỏ né thì tùy mỗi người nha tiếp tục và né tránh của anh Nabo 45 khá là khá là cao nha cái này cái được cao luôn năm 45 hơi bị cao luôn đỡ đòn của anh Nabo 37 là hơi bị kinh luôn anh em cái đỡ đòn cũng cao này anh em ở mức mà 35 trở lên nữa là ở mức cao rồi thường thường những cái anh khác thì ở tầm 30 ấy đỡ đòn miễn thương 44 cũng ok tiếp tục chí mạng của Nabo oh my god cái bang mà chí mạng 91 phần trưởng ai mà chịu nổi quá kinh khủng các bạn ơi từ từ khi mà có tuyệt học ấy các bạn thấy cái đòn chí mạng của tất cả phái nó đều lên đó mọi người nha anh nam bô mà chủ một cái là là có khi mà đứt luôn anh em hiện tại mà nếu một chủ anh nam mà không khắc hệ ít ai mà chịu nổi lắm nha có thể chỉ có thiếu lâm thôi thiếu lâm thì nabo chuẩn thì phản đàm để hai người cùng chết nha tiếp tục là mình sẽ nói tới cái kháng chiến mạng thì khỏi nói rồi quá ngon 51% phần trăm quá kinh khủng ở đây mà nếu mà ạc nào mà búp chí mạng mà 60 70 quýnh có khi không lên được luôn ấy Quá kinh luôn Sát thương chí mạng mát, Miễn sát thương bảo kích 37% như mình đã nói này Tiếp tục là bỏ kháng hỏa của anh Nambo Là chỉ có 4% thôi Thì anh này uh, Thì anh này hiện tại anh này không xài bỏ kháng Nhưng mà lúc trước anh Nambo có xài nha mọi người Có thể bây giờ anh, anh ấy đổi đá để kích khảm ấy Tiếp tục là giảm sát thương các bạn thấy này giảm sát thương của anh Nambo mức tầm trung là 60 phần trăm nha hơi bị cao luôn ấy thì bây giờ các bạn sẽ coi cái phần cái phần kháng này thì ở đây các bạn thấy này anh Nabo có ba thuộc tính thời gian kháng tráng thời gian thiêu đốt giảm thời gian suy yếu giảm vậy có nghĩa mình chỉ nhìn vô thuộc tính của bạn của anh thôi mình chắc chắn với bạn luôn anh xài một cuốn <laughs> anh xài ba cuốn kháng có nghĩa là một cái cuốn hỗn nguyên này một cái cuốn đã đã cạo bổng pháp này một cái cuốn bắc minh thần công nè còn cái cuốn còn lại thay mình ảnh xài đoạn môn đao luôn ấy nha tại vì ở đây cái bỏ kháng quả anh có 120 điểm thôi thì ở đây thì mình không biết cái áo anh có hôm nay hồi nãy trong đâu có có cái cái áo không ta cái áo có bỏ kháng quả đúng không ta Chứ mà cái cái bí kíp thì nếu bỏ kháng quả nó phải nằm ở mức là 400 điểm chứ không có nào 120 điểm được. nha. Nên chắc chắn là anh xài bốn cái bí kíp này là động môn đao này, ba cái cuốn kháng nha các bạn coi bí kíp của anh có đúng không nha. Đây trời nhiều khi mình cảm thấy mình uh, nhìn đồ mình đoán ghê thiệt các bạn thấy không ba cái kháng này hỗn nguyên công này như mình nói này đoạn bôn đao này bắt minh thần công này đã có bổng pháp mà thực chất mình nói bạn nghe thực chất anh Nabo anh chơi cái chiêu giấu bài có nghĩa là anh anh kích cái, cái lúc mà anh đánh nhau ấy ảnh sẽ mang đồ khác như cái lúc mà Chen các bạn nhìn kỹ nha các bạn nào để ý kỹ lắm mới thấy anh Nabo có nhiều set đồ không như các bạn nghĩ có lúc Chen anh để nè là thực chất ấy, là anh giấu bài thôi cái lúc mà bk môn phái hay là lúc quần chiến anh sẽ đổi đồ cái này bạn các bạn để ý kỹ mới thấy Tại mình để ý rất là kỹ những anh top build đồ mình mới biết được nha <laughs> Thì ở đây mình sẽ cho các bạn coi cái việc anh Nabo quá là mạnh kinh khủng luôn anh em. Hiện tại ở server này thì cái ban của anh Nabo tiếu ngạo ấy, là chùm rồi. Đây các bạn coi này. Tiếu ngạo đây. Top này 5 top tiếu ngạo qua mình qua tới trang thứ hai. Qua trang thứ hai. Đây, tiếu ngạo tiếu ngạo tiếu ngạo tiếp tục là tiếu ngạo huynh đệ. Nha. Top toàn tiếu ngạo thôi anh em ơi. À. Thấy không? Đây, top toàn tiếu ngạo không mà. Chùm đây, mình thấy không? tiếu ngạo không quá kinh khủng anh em à những tướng tiền tỷ cũng trong tem của anh Nam này cũng chơi được môn hơi bị kinh luôn anh em chí mạng 90 tuyệt học vô tuyệt học cũng hơi bị ngon anh em tuyệt ngọc uh, hơi ngon luôn đó nha tướng tiền tỷ tuyệt học cũng hơi ngon luôn ấy cái này chắc chưa có full điêu khắc rồi anh em mà điêu khắc chắc chưa full cái mà tốn tiền nhất ấy thật sự mình nói các bạn nghe cái mà tốn tiền nhất ở trong cái game này ấy ngoài khí hồn ra đó chính là điêu khắc ấy các bạn nào mà điêu khắc được mát đi để khá khá tiền luôn chứ không phải bình thường đâu nha đây mình thấy không điêu khắc mấy anh này chưa mát cái những cái hạt mà mình mình nói thật những cái hạt mà mình cầm ấy cái điêu khắc mát nó tốn kém lắm luôn ấy giống như bé heo này bé heo chưa đổi vũ khí nhưng điêu khắc mát đây tốn kém lắm cái điêu khắc mát tốn kém lắm nhanh em đây nói chung là phải tốn kém cực kỳ nhiều luôn ấy. trong cái phần điêu khắc là một dòng 5% phần trăm là tốn tầm 5 triệu cho một dòng 5% phần trăm các bạn tính đi một món đồ mạch uh, bậc chính mà 8 dòng 8 dòng 8 dòng một dòng 5 phần trăm là 40 triệu cho một món 10 món điêu khắc mát 400 triệu nha Cái điêu khắc 400 triệu sách dưới hồn của anh Nabo uh, xét 17 17 uh, Mà xích 16 là 200 Xích 17 là 400 Là 1 tỷ Búp đồ linh tinh luôn Búp đồ xong đấu giáo kiếp của anh Nabo Ở trên đây tới Từ hồi chơi tới giờ Nghĩ là của anh Nabo ít nhất cũng phải là Đã đã nạp vào 5 tỷ Nha theo mình Tại vì nếu với với những cái gì mà mình thích nãy ấy, là nhớ mà server khác đi là chỉ tốn tầm 1 tỷ nhưng mà ở X3 mọi thứ đều nhân năm lên là anh Nabo đã tốn cho cái hạt này phải 5 tỷ trở lên mình nói thật luôn ấy phải là độ chịu chi và nói chung là những cái bé heo bạch chân nói chung là cũng rất là vui tính hòa đồng nha mọi người những cái top server này này tú cũng tự bé heo bạch chân này nói chung những cái anh top tiểu ngạo ai cũng vui tính đấy nên anh em nào muốn qua spa chơi thì cứ qua thôi thì các bạn có thể qua này ban tiếu ngạo này hoặc ban ngạo thế là ban của mình này ban của mình cũng rất là vui những anh em nói chung mà chơi game vì đam mê không à chứ ít ai mà mà, mà khó tính đấy toàn là 3 mình rất là vui luôn ơi nha nên anh em nào muốn qua spa chơi thì cứ qua nhưng mà mình nói trước đều là qua đây sẽ tốn gấp 3 tới 5 lần thì các bạn cứ nếu các bạn muốn chơi đầu tư mạnh thì bạn quay spa còn các bạn muốn đầu tư ít mà mạnh thì các bạn nên chơi những cái server phắng thì tùy mỗi người nha và nữa mình xin kết thúc video ở đây và cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua Nếu các bạn cần mình làm video nào hoặc review nào các bạn cứ nhắn tin liên hệ mình rồi nữa mình xin cảm ơn và chào tạm biệt hẹn gặp mọi người trong video kỳ sau chào tạm biệt